Xong chưa em? Em xong rồi đây. Anh thấy em có đẹp không? Anh nhìn em xong anh hết muốn đi luôn. Sao thế anh? Vô đây. Cái gì? Khỏi đi đâu hết. Anh điên à? Anh điên à? Cứ ngực vừa vừa thôi. Để lát nữa sau khi đi tiệc xong, em tạo một ấn tượng tốt xong rồi về anh tha hồ chiếm hữu em. Vợ anh đẹp, đẹp dữ lần vậy trời. Cảm ơn anh. Đẹp mà anh đảm bảo với em kiểu gì bước ra đường cái là bao nhiêu ánh nhìn của đàn ông tập trung vô em hết. Thích thế. Ê mà không được, không được. Sao thế anh? Nhắc mày nhớ. Em phải thay bộ đồ khác đi. Thế à? Hở chưa đủ đúng không anh? Anh muốn em thay một cái mà hở khuất mình lên ra đây đúng không? Em đi liền. Anh đòi bây giờ. Không. Ý anh muốn là em phải mặc một bộ đồ kín đáo. Và che tay, che chân, che hết cơ thể. Thế thì còn cái quái gì để hở ra? Thì còn nguyên cái mặt hở đó còn gì nữa. Mình đang ở Việt Nam chứ có phải ở Trung Đông đâu. Nói chung là anh không muốn là vợ anh bị người khác nhìn. Anh chỉ muốn là duy nhất một mình anh được nhìn thôi. Anh bắt đầu vô lý rồi nhá. Anh sở hữu em hoàn toàn. Khi nào em về nhà, còn ra ngoài đường em phải mặc đẹp. Mặc đẹp thì làm cho anh hãnh diện. Đàn ông nhìn vào em, anh sẽ được nâng một cái tầm đẳng cấp bởi vì vợ của anh quá đẹp và nhiều đàn ông thòm thèm. Thôi thôi đi. Anh chỉ muốn là vợ anh là có một mình anh thèm thôi. Thì anh cứ thèm đi. Có ai làm được gì em đâu. Ôi, đi thay đồ đi, anh không thích em mặc bộ này. Em không đi thích đi, anh vớ vẩn rồi đấy. Bây giờ đồ người ta đẹp, phải để người ta khoe ra. Bây giờ bảo người ta che hết cả đi, thế thì thà em sinh ra làm đàn ông cho xong. Bây giờ anh hỏi em lần cuối em có thai không? Không. Thôi được rồi, không thai cũng không sao. Ngồi xuống đây. Ngồi yên đây nha. Làm cái gì đấy nhỉ? Cái này để làm gì đấy anh? Để che kín người em chứ làm gì? Em đâu có lạnh đâu. Không lạnh nhưng mà cũng phải che đậy kín đáo. Rồi đi đi, mình đi được rồi đó. Đây. Quyết định vậy đi. Em như thế này đi ra đường à? Anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh mới thần kinh à? Thần kinh cái gì mà thần kinh? Tay em cũng không cử động được. Anh che hết mọi thứ như thế này, em có phải con dở hơi đâu. Thì bây giờ em hở tay làm gì? Em hở tay để cho người ta ngắm thì bây giờ anh che luôn tay em chứ làm gì nữa. Thế thôi em mở ra đi, em lấy cái mền em quấn cái này, nó có che được cái chân đâu. Để em lấy cái mền em che từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân. Nhắc mày nhớ rồi, anh lấy cái mền che luôn cho. Nói thế nó cũng đồng ý. Chứ em muốn gì nữa. Bây giờ đơn giản như thế này nhá. Anh bắt đầu làm em cảm thấy phiền nhiễu rồi. Một là anh đi ăn tiệc một mình. Hai là em mặc nguyên bộ đồ này đi và không có cái áo dở hơi này. Không có thì không có. Sao? Có đi không? Thì đi. Nhưng mà anh nói em biết nha, em thử em nhìn lại bản thân. Mình là phụ nữ có chồng. Có chồng thì ăn mặc hở hang là cái gì? Ăn mặc hở hang chỉ dành cho những phụ nữ gọi là thôi đã đưa chồng thì đi. Đi kiếm người yêu người ta mới như vậy. Bởi vậy em riết á, em coi là bản thân mình, coi là nhân cách mình đi. Tại sao em lại ăn mặc hở hang như vậy? Dạ. Thì anh đâu có muốn làm con mai dai nói hoài đâu. Mà thật sự anh chỉ muốn nhắc nhở em để em nhớ. Em nhớ, em hiểu, em ghi vào đầu em. Sau đó thì em mới hả biết cách ăn mặc làm sao cho kín đáo. Em không còn mặc cái đầm. Anh có thể ngừng lại nói không? Em đã đốt cái đầm đấy đi rồi. Em sẽ không bao giờ có cơ hội mặc lại nó nữa. Cho nên anh không cần phải nói nữa. Em đó. Em cứ hở hang hoài đi nha. Anh có thể đừng nói nữa không? Cái đầm đấy em đã đốt nó rồi. Không còn cơ hội để mặc nữa. Cho nên không cần phải càm ràm nữa. Không phải, ý anh cái chuyện cái đầm nó không phải. Nhưng mà cái điều em mặc hở hang là có anh mới nói. Thì bây giờ em đã bảo là em đốt cái đầm đấy đi rồi, anh còn muốn cái gì nữa. Nhưng mà anh thấy, không những anh thấy mà còn rất rất nhiều người thấy nữa. Thì bây giờ người ta sẽ không có cơ hội thấy nữa vì em đã đốt cái đầm ấy đi rồi. À, ý cái chuyện mà không có cái đầm đó thì đúng. Cái đầm đó nó hở hang em đốt đi là đúng. Nhưng còn cái đầm khác, cái đầm khác nó cũng hở hang. Em cứ vậy hoài thì biết bao nhiêu người ta nhìn vô người ta coi ra cái gì. Thì hở hang quá mà. Chứ bây giờ anh muốn em làm cái gì để anh hết nổi. Em hứa là em sẽ không ăn mặc hở hang nữa được chưa? Em nói nha. Giờ chuyện nó là như vậy. Cái chuyện mà cái avatar Facebook
Avatar là cái gì? Là cái ảnh đại diện. Cái ảnh đại diện em ăn mặc hở hang quá, mà chịu nổi. Bao nhiêu con người nhìn vô, thiệt á. Cái hình đấy em chụp lúc trước khi em lấy chồng. Em có quyền được chụp như thế đúng không? Thì đúng, đúng là khi mà mình chưa chồng là mình được khoét là khiêu gợi, hở hang để cho đàn ông người ta nhìn vô người ta thèm. Nhưng mà bây giờ mình khác rồi. Mình là phụ nữ có chồng thì mình phải kín đáo. Kín đáo làm chi? Kín đáo để người ta nể trọng. Người ta nể trọng em thì nó mới nể trọng qua anh. Mà nể trọng qua anh làm gì? Để người ta thấy được mình là một cái gia đình hạnh phúc, biết chồng nói vợ nghe, hiểu không? Bởi em đã phát điên lên rồi nhá. Bây giờ một là anh bước ra khỏi cửa, hai là em bước ra khỏi cửa. Anh muốn đi anh chọn cái gì? Không. Trong khi em còn phải làm việc, ngày mai em phải nộp báo cáo. Nếu em không nộp kịp em sẽ bị kỷ luật và thậm chí có thể đuổi việc. Và bây giờ dĩ nhiên là công việc lúc nào cũng phải quan trọng hơn. Bây giờ anh đi ra ngoài. Get out. Get out. Go away. Go. Go go. Go luôn đi. Không, nhưng mà để anh nói cho em nghe, để em hiểu. Em sắp sửa em cầm luôn cái laptop em đập vào đầu anh. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nhanh. Get out. Em làm sao? Anh muốn nói là để em thay đổi. Thay đổi thì tốt. Anh kinh, em không chịu được nữa. Trời ơi, đi ra ngoài. Đi thì đi. À, quá. Sợ thế nhìn thì nó. Chồng người ta thì cậy miệng không ra lời, còn chồng mình thì bắn như súng liên thanh từ sáng đến tối, mà như một cái đài phát thanh mà bị hỏng nút stop. Kinh khủng. Bây giờ mới được yên tĩnh để làm việc. Làm việc với cái gia đình này mà cũng không chịu nổi, không tha cho người ta nữa. Vợ à, anh nói chuyện mới chứ không có nói chuyện cũ đâu. Cái avatar đó em phải thay mới đi, chứ không thôi là không có được đâu. Để người ta đánh giá biết không? Ôi, em sẽ phát điên lên rồi. Nếu anh không muốn em đi vào nhà thương điên thì làm ơn im lặng. Sao có tiếng mà cái hình nó đi đâu mất rồi nhỉ? Vợ à, anh biết em sẽ đuổi anh đi, nên anh đã thu âm sẵn trong cái điện thoại để phát cho em nghe. Em hãy nghe anh nói đi. Chịu khó thay cái avatar Facebook. Mình là phụ nữ đã có chồng. Đã có chồng phải biết ăn mặc kín đáo. Ăn mặc kín đáo để người ta đánh giá mình cao. Đánh giá mình cao, người ta sẽ đánh giá được chồng của em. Chồng nói thì vợ phải nghe. Bởi vậy hãy đổi avatar đi em. Ôi dồi ôi, sợ quá đi mất tôi. Ôi tôi sẽ phát điên lên rồi. Trời ơi. Nhã. Nhã, 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 nhã. Nhã, đừng ngậm nữa. Nhã. Con nghiệp ghê. Siêng năng dễ sợ. Lo làm việc mà nó không để ý tới ai vô quán hết trơn trọi. Nhã. Chú thấy con làm việc. Chú không dám làm phiền con, nhưng mà chuyện này nó cấp bách quá nên chú thôi chú nói luôn, con vừa làm việc vừa nghe cũng được, không sao hết á. Khổ quá Nhã ơi. Tình ơi, chú có con nhỏ cháu á, nó dưới quê nó làm ăn mất mùa. Bây giờ vợ chồng nó hai ba đứa con khổ quá à, nó chồi đầu lên đây nó mượn tiền chú mà chú cũng đang kẹt đó, cho nên là chú không biết tính làm sao. Tính qua đây kiếm má chồng con mượn đỡ mà thôi. Giờ gặp con đây chú trình bày con luôn. Hay là con vợ chồng con cho chú mượn 5 triệu đi. Mượn đỡ thôi. Rồi cái khoảng tuần, 2 tuần chú gom tiền là chú trả lại cho con. Mày nãy giờ có nghe tao nói không Nhã? Mày khinh người quá Nhã, thiệt á. Chú đây chú là bạn bè của má chồng mày ha. Bây giờ mày có cho mượn không cho mượn thì mày nói chứ mày rồi đó. Mà cái thái độ mày vậy là đối xử với người lớn là vô phép quá đây nè. May quá. Chú nói thiệt á. Con phải dạy vợ con lại nha. Chú lớn tuổi không? Chú lớn. Chú là bạn của ba má con đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Mà nãy giờ tao qua đây nè ha, tao nói chuyện nó coi tao không ra đám ôn gì hết trơn trời à. Đó, nó kinh khỉnh giống như là tao là tàn hình vậy đó. Có ha? Chuyện gì hả chú? Nói cho con nghe, con á, con phải dạy vợ con. Để con. Thiệt. Con nói một tiếng là vợ con phải nghe. Nói thiệt. Nói thiệt. Nè, cô có biết chú hai là người lớn không? Ờ. Cô có ghét chú hai á thì cũng đúng hả? Ờ. Nhưng mà cô không được phép khinh thường người lớn như vậy. Đúng vậy. Vậy là vô phép vô tắc, hiểu không? Ừ. Rồi đó, thái độ vậy đó, thấy không? Nó coi mày cũng ra đâu ra đám ôn gì đâu, vậy là mày bằng tao luôn rồi đó. Đó, không có đâu, để con xử. Chuyện đâu còn có đó. Trời đất ơi.
Đúng rồi. Để đi. Cô có còn coi tôi là chồng không vậy? Đúng rồi. Hả? Chú hai cô có thể coi thường, nhưng tôi cô không được quyền coi thường. Tôi là chồng cô mà. Đúng chính xác. Hả? Làm cái gì nãy giờ nói không nghe? Bắt đầu lại lèm bèm đấy. Em sợ anh quá. Bây giờ lại tiếp tục tra tấn em bằng giọng nói anh đúng không? Ủa vậy là nãy chú... giờ con lấy hai cái cục bông gòn này con nhét vô lỗ tai con hả? Vâng chú. Vậy là con không có nghe gì hết trơn trời hả? Bởi vì anh ấy lèm bèm như một con ma dai, đúng không? Con mà không làm như thế này con ngất đùng cho con chết. Trời đất ơi là trời. Thì con ơi con, cái người khiếm thính á, người ta còn mua cái máy trợ thính để người ta gắn vô đây người ta nghe. Còn con á, không có điếc, con lấy hai cái cục bông gòn con nhét vô cho điếc. Chú có biết lý do tại sao con phải nhét hai cái cục này vào tai con không? Tại sao? Xin mời, bây giờ anh tha hồ nói. Anh nói đi, giải thích cho chú nghe. Nói gì? Ý nói cái vụ đổi avatar chứ gì? Anh đã nói em tượng qua tới giờ rồi. Làm thì làm sao anh không nói được đúng không? Dạ. Con nổi óc lên chú thấy chưa? Chú chứng kiến chưa? Đây, chú biết hoàn cảnh gia đình con, chú thấy cái nỗi khổ của con như thế nào cho chú? À, mỗi lần mà nó cằn nhằn con là vậy đó hả? Tú à, con là đàn ông mà, đúng không? Dạ. Đàn ông nói một câu là như đinh đóng vô cột. Dạ. Mà nãy giờ mày nói 1000 câu, có nghĩa là mạ 1000 cây đinh đóng vô lỗ tai người ta làm sao người ta chịu nổi. Không, tao nói tiền đây nè tao nói ốc hết trơn trời. Con nói chưa ông con trai mà nói nhiều quá không phải là tốt đâu con. Mình nói ngắn gọn thôi mà người ta hiểu được, còn mày nói dài dòng mày nói văn tự mày nói như vậy người ta nhức ốc nhức tai, nhiều khi người ta ghét thêm chứ không có được cái gì hết trơn. Nói chú Hai nghe, chú Hai đừng có nói nhiều quá. Thôi một người nói đủ, bây giờ thêm một người nữa con tự lấy dao con đâm vào người mất. Thôi chú tha cho con. Chú Hai phải coi lại bản thân mình một chút xíu, tại vì chú Hai không phải là người đã có gia đình nha, chú Hai không hiểu được. Chú Hai cứ xen vô vậy là dễ gây xích mích chuyện nội bộ gia đình của người ta. Chú Hai là coi lại bản thân mình tại sao tới bây giờ vẫn chưa có vợ. Chưa có vợ thì làm sao hiểu được tâm tư tình cảm của người đã có gia đình. Chú Hai sẽ không bao giờ hiểu được đâu, bởi vì con phải nói cho chú Hai hiểu. Chú Hai không hiểu con sẽ qua đây con nói hàng tiếng tới khi nào chú Hai hiểu mới thôi. Nói chung chú Hai phải coi lại tình của mình tại sao tới bây giờ vẫn chưa có người yêu. Người yêu còn không có thì phải xem lại không có người yêu làm sao có gia đình. Em phải tiết kiệm để cho tương lai của hai đứa mình, rồi cho con cái mình sau này nữa chứ. Em mua nhiều như vậy rồi ăn rồi sao hết, để hư rồi sao? Không có hư đâu. Hôm nay ăn không hết thì mai ăn không hết thì mốt ăn. Tháng này ăn không hết tháng sau ăn. Hạn sử dụng tới cả năm lận chứ bộ. Hạn sử dụng một năm. Mấy cái đồ bò, đồ ghè mà hạn sử dụng một năm luôn hả? Là cái gì? Nè. Ớ, tha hồ mà ăn. Là ta có vợ đó. Ô kìa có vợ. Ô là có vợ. Thông minh á. Ờ, cái này là xèo khô nè. Cái này là bò nè. Đúng ra em rất là thông minh. Chua cay nè. Đó. Sao tến nè. Ờ. Sao toàn mì gấu không gì bè nào. Đâu có. Bà muốn nổi mụn nhọt hả? Không chỉ có mì gói đâu. Lát nữa chiều em còn đi mua thêm phở khô nè, bún khô nè, cháo ăn liền nữa. Sao không mua đồ tươi sống mà ăn cho nó bổ.